nhí tranh tài cuộc thi cá nhân đúng không? Để công bằng, chú Hoài Phong mời 10 bạn con gái lên tranh tài với 10 bạn con trai. Và các bạn có độ tuổi từ 4 tuổi trở lên nha. Các bạn có độ tuổi từ 4 tuổi trở lên 12 tuổi. Dạ bây giờ chú sẽ mời 20 bạn, 10 bạn con gái và 10 bạn con trai. Bây giờ chú Hoài Phong sẽ mời con gái trước nha. Đây là một cuộc thi đặc biệt và lựa chọn ra bên con gái một bạn thắng cuộc nhận phần quà đặc biệt. Bên con trai thắng cuộc nhận một phần quà đặc biệt. Rồi. Bây giờ để công bằng hơn mà các bạn tuổi từ 4 tuổi trở lên nha, đây là một cuộc thi rất là khó nha. Rồi chúng mình các bạn con gái đứng sang đây một bên. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng mời con. Rồi 6, 7, 8. 2 bạn con gái nữa. 9 và 1 bạn con gái nữa. Rồi chúng xin được mời một bạn nữa. Chúng mời con. 10. Và bây giờ tới các bạn con trai. 10 bạn con trai có độ tuổi từ 4 tuổi trở lên. Rồi chú mời con. 1, 2. Rồi đứng cạnh bên đây. 1, 2, 3. Chú mời con luôn. 4, 5. Các bạn ơi, 5 bạn con trai nữa. 6. Chú mời con luôn. 7, 8. 2 bạn con trai nữa. 9. Và kế bên nắm tay bạn luôn. 10. Rồi 10 bạn con trai đứng sang bên kia. Và bây giờ con gái chúng ta còn thiếu bao nhiêu bạn nữa nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bạn con gái nữa cho cuộc thi chúng ta công bằng. Rồi các bạn ơi, 2 bạn con gái nào có độ tuổi từ 4 tuổi trở lên sân khấu để cùng hỗ trợ các bạn nữ nào. Chú xin được mời bạn nào. Chú mời. Chú xin được mời, mời con. Rồi chú mời con, chú sẽ có hỗ trợ cho em nhỏ nè. Rồi chú mời con nha. Rồi bây giờ chú đến từ 1 tới 3 nha. Bạn nào xuân phong chú sẽ mời lên. 1, 2, 3. Rồi bắt đầu cuộc thi. Rồi mời hai nàng công chúa chúng ta cùng ngồi xuống để hỗ trợ các bạn nha. Rồi mời hai nàng công chúa bé bỏng ngồi xuống đây. Và bây giờ thông báo luôn, đây là một cuộc thi cá nhân. Chú Hoài Phong sẽ lựa chọn ra trong tất cả các bạn trên đây hai bạn nào tài năng nhất, xứng đáng nhất sẽ vô vòng chung kết xếp hạng để nhận được những phần quà đặc biệt nha. Và cuộc thi được mang tên siêu nhí tranh tài. Cuộc thi rất là đơn giản dễ thương. Một câu hỏi được đưa ra và tới lượt bạn nào, bạn đó trả lời đúng sẽ được ở lại bước về sau một bước vào vòng chung kết xếp hạng. Bạn nào trả lời sai sẽ bước lên đây nhận một phần quà may mắn, sau đó bước xuống đây ngồi xuống làm khán giả luôn nha. Rồi các bạn hiểu chưa? Và câu hỏi được đặt ra rất là đơn giản và dễ thương. Các bạn hãy kể một con vật có 2 cái chân. Nhớ nha, ai tới lượt mình kể đúng sẽ được bước về sau ở lợi. Ai kể sai là thua, sẽ bước lên và làm khán giả. Đặc biệt không được kể lại con vật mà bạn mình đã kể rồi. Đó, bây giờ căng thẳng nha. Đặc biệt hơn nữa, ở dưới các bạn không có được chỉ bài nhắc bài cho bạn nha. Rồi đây, căng thẳng hồi hộp giống như mấy anh mấy chị đang thi vậy đó. Rồi sẵn sàng chưa? Cho các bạn 3 giây để suy nghĩ các con vật có 2 chân. 1, 2, 3, thời gian suy nghĩ đã hết. Và bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Con gái ơi, con gì có 2 cái chân? 1, điểm tới 5 được thua nha. Con gì có 2 cái chân không? Con chuột túi, chính xác, bước về sau ở lợi về vòng chung kết xếp hạng. Mỗi bạn sẽ có thời gian 5 giây để trả lời. Con gái ơi, con gì có 2 cái chân? Chính xác, ở lợi, nắm tay bạn ở lợi. Tới con, nhớ không được kể lại con mà bạn mình đã kể rồi. Con gái ơi, con gì có 2 cái chân? Con vịt, chính xác, ở lợi. Tới con gì có 2 cái chân? Con người, chính xác, ở lợi. Căng thẳng cho bạn này đây. Gái ơi, con gì có 2 cái chân con? Con người kể rồi, không được kể lại nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, hết giờ thua cuộc. Cảm ơn con, tặng con phần quà. Rồi, mời con về làm khán giả. Tới con. Con ơi, con gì có 2 cái chân? Con gì con? Con ngựa có 4 cái chân. Sai, tặng con phần quà. Mời con về với em luôn, ngồi xuống luôn. Tới con, căng thẳng nha. Gái ơi, con gì có 2 cái chân nè? 1, 2, 3, 4, 5. Hết giờ. Rồi, cảm ơn con, tặng con phần quà. Mời con về ngồi làm khán giả. Tới con.
Con gì có hai cái chân? Chim. Con chim gì? Rồi chính xác, ở lại. Bạn mình đã kể con chim rồi, cho nên là các bạn không được kể con chim nữa nha. Rồi nắm tay bạn ở lại và vòng chung kết xin hẹn tới con. Con gì có hai cái chân? Thưa chú là con cóc. Con cóc. Các bạn ơi, con cóc có mấy cái chân? Bốn chân là hai chân? Hai hai bốn. Rồi cảm ơn con, mời con về. Con ơi, mấy tuổi rồi? Con tên gì? Tên Vũ. Chưa có thi mà ảnh căng thẳng xanh lè hết trơn rồi. Con gì có hai chân con? Một, hai, ba, bốn. Bốn rồi. Hết giờ, cảm ơn con. Đổ hồi hộp luôn. Bạn về rồi con có hồi hộp không? Nhà con ở quận mấy? Quê con ở đâu? Con cũng không biết luôn. Ảnh lên đây ảnh thi và ảnh quên quê ảnh luôn rồi. Con còn nhớ tên của con không? Dạ à, con còn nhớ. Tên con tên gì? Tên con tên Tiến. Mấy tuổi? 8 tuổi. Ừ vậy cũng được, dù gì cũng còn được. Rồi con gì có hai cái chân nè? Con khỉ. Các bạn ơi, con khỉ hai chân hay bốn chân? Ở lại. Rồi nắm tay bạn nữ ở lại vào vòng chung kết căng thẳng dành cho con. Càng ngày cái con vọt hai chân càng ít lợi. Con gì có hai chân con? Con ngỗng. Con ngỗng. Ở lại luôn. Hồi nãy bà kia kể vịt với gà, xíu kể ngỗng. Thấy con. Con gì có hai cái chân? Con chim bồ câu. Hồi nãy bạn kia kể con chim sẻ rồi, bây giờ mình không được kể con chim nữa. Kể con khác đi. Một, con có câu trả lời không? Bốn rưỡi. Hết giờ. Ngồi đi, con ngồi đi, ngồi đi. Cảm ơn con, tặng con phần quà. Tới con. Nhà con quê con ở đâu? Kiên Giang. Trời ơi, từ Kiên Giang ở đây chơi luôn hả? Lên đây hồi nào? Lên đây là lúc trước. Lên đây hồi lâu rồi, một chàng trai đến từ miền Tây. Rồi, con gì có hai cái chân con? Nè, suy nghĩ là từ nè nha, con gì có hai chân? Một. Thấy bạn kể rồi. Hai. Ba. Bốn. Hết giờ tặng con phần quà. Để con gì có hai cái chân? Con khủng long. Các bạn ơi, con khủng long đúng không? Con khủng long có hai chân đúng không? Bạn được ở lại hay về? Rồi, nắm tay bạn ở lại. Con ngồi đó đi. Con gì có hai chân con? Con cò. Ừ được. Con cò được ở lại. Hơn là con hổ nói con chim cò nha. Tới con gì có hai chân? Con đà điểu. Đà điểu được ở lại không các bạn ơi? Được, ở lại. Mấy tuổi rồi? Nhà đâu? Ở Tiền Giang luôn. Rồi đồng hương chú Hề Phong luôn nè. Quyện nào? Hơi sát bên chú Hề Phong luôn. Rồi bây giờ đồng hương nhưng mà thi vẫn thi nha. Con gì có hai chân? Con cóc. Con công. Con công. Đúng không các bạn ơi? Ở lại. Cảm ơn đồng hương. Làm gì bẻ tay dữ vậy cho? Con gì có hai chân? Một. Rồi cảm ơn con, tặng phần quà đi về. Và bây giờ còn bao nhiêu bạn về chung kết nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bạn này lựa chọn ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bạn này lựa chọn ra 2 bạn. 2 bạn nhận được 2 bạn gấu bông. Và cuộc thi cuối cùng được mang tên Chú Hề Phong ơi. Các bạn thấy cuộc thi có lạ không? Cuộc thi rất là đơn giản. Từng bạn một bước lên nhìn về tất cả mọi người cười tươi một cái. Và la thành con đâu? Chú Hề Phong ơi, các bạn kéo dài chứ ơi thật là lâu nha. Ai la lâu nhất sẽ được chiến thắng, nhận được 2 phần quà. Nhớ nha, chú Hề Phong ơi. Chú Hề Phong với các bạn sẽ đếm số dây. Hai bạn có số dây lâu nhất chiến thắng, nhận được 2 bạn gấu bông. Rồi con bước lên. Chú Hề Phong ơi, kéo dài.
2 tới Tiền Giang quê hương mình luôn nha. Sẵn sàng. Vô. Mười giây, đứng sang một bên chờ đợi kết quả. Tới con bước lên. Sẵn sàng chưa? Các bạn nhớ số giây của mình nha. Con là 10 giây nha. 11 bạn lựa chọn, hai bạn có số giây lâu nhất. Sẵn sàng, vô. Chú Hề Phong ơi. Mời con bước lên. Đứng đầu luôn, con bạn này khen hay quá ta. Trời, thở nổi rồi hả, vẫn thở nổi không? 30 giây đang dẫn đầu. Có nghĩa là bạn này chắc chắn một sức rồi đó. Sẵn sàng. Chú Hề Phong ơi, mà con biết chú Hề Phong là ai không? Trời không luôn. Chú nè. Đúng rồi, sẵn sàng, 2, 3, chú Hề Phong ơi vô. Chú Hề Phong ơi. Rồi, nắm tay bạn lại, hai đứa con đang dẫn đầu. Một bạn 23 giây, một bạn 30 giây, con 10 giây. Sẵn sàng. Chú Hề Phong ơi. Vô. Chú Hề Phong ơi. Là có là bạn 7 giây liên tục luôn ha. Hai lần luôn, 12 giây. Rồi, nắm tay bạn 10 giây ở lại. Sẵn sàng. 23 giây và 30 giây. Cố gắng lên nha con. Vô. Chú Hề Phong ơi. 11 giây. Rồi nắm tay hàng ở dưới. Sẵn sàng. Có muốn đứng ở chơi là đứng dưới. Đứng chơi có cơ hội nhận có bông nha. Cố gắng lên nha. Đứng ở chơi là phải vượt qua 23 giây. Dám nổi không con? Chú Hề Phong ơi, chú Hề Phong là ai? Ừ đúng rồi, được. Vô. Anh là hai hơi, được 20 giây. Đứng dưới. Bên gái nè. Sẵn sàng, vô. Chú Hề Phong ơi. Mệt quá, 16 giây, cảm ơn con, đứng ở dưới. Vô. Chú Hề Phong ơi. Cổ hả? Thua, đứng dưới. Sẵn sàng. Vô. Chú Hề Phong ơi. Hai mươi ba giây. Đầu cho bạn kia. Hai con nắm tay lại. Hai thí sinh cuối cùng. Sẵn sàng. Vô. Được rồi con, 21 giây. Đừng buồn nha. Thí sinh cuối cùng, bữa nay con đi vô lại công viên với ai? Gia đình mình phải không? Gia đình mình đâu? Gia đình mình đâu? Mọi người vỗ tay. Rồi, chuẩn bị thí sinh cuối cùng nha. 23 giây trở lên là được nhận gói bông. Sẵn sàng, vô. Chủ Hề Phong ơi. Rồi cảm ơn con đứng ở đây. Bây giờ phải có sữa trên nè. Các bạn ở dưới mình sẽ nhận những phần quà khích lệ tinh thần cả nha. Còn ba bạn kia chỉ có hai phần quà đặc biệt. Phải làm sau đây. Tiếp tục thi tiếp ha. Rồi mỗi bạn vô vòng chung kết được nhận hai phần quà. Rồi chúng mời hai các bạn nhận hai phần quà. Chúng mời con sau đó chạy vào chỗ ngồi của mình. Còn ba bạn ở lại đây. Rồi bây giờ mình có chơi đi xin kẹo đi. Kiểu con trai vừa con gái hay không? Hai bạn con trai nhiều phần quà cho con gái chịu không? Hay là thi nữa? Rồi bây giờ mời con cầm phần quà này.
Rồi bây giờ mời con cầm ở đây. Bạn 30 giây là chắc chắn là được bạn có bông rồi đó. Còn riêng hai bạn 23 giây thi cuộc thi cuối cùng của ảnh tù xì. Rất là đơn giản, 1, 2, 3 kéo, búa, bao. Thắng nhận gấu bông, thua nhận hai phần quà thôi. Rồi sẵn sàng chưa? Tập trung nha, một lần một thôi nha. Kéo, búa, bao, 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Trời ơi sao ra cái gì vậy? Đúng rồi, ra lại nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuộc thi kết thúc. Hai bạn nam còn thắng. Cảm ơn con, đây ba phần quà dành cho con. Bây giờ hai bạn nam đứng giữa sân khấu này nhận hai phần quà đặc biệt nè. Hai bạn có bông dành tặng cho hai bạn trai vô cùng xuất sắc của chúng ta. Qua đây tặng cho con. Rồi qua đây tặng cho con luôn. Rồi các bạn cầm hai phần quà mình giơ cao lên nào. Mọi người ơi, vỗ tay là hai mấy không ạ? Rồi cảm ơn con. Và bây giờ tiếp tục chương trình xin mời tất cả quý vị cũng như tất cả các yêu mến, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và giao lưu một gương mặt rất là thân quen trong chương trình Người Bí Ẩn. Tôi xin được mời tất cả quý vị một chảo tay thật nồng nhiệt dành tặng cho tiết mục Út Nghĩa Bắt Cung với sự xuất hiện của diễn viên Trúc Vy.